Đối với Skibidi Toilet thì không tập phim nào là không có những khung cảnh chiến đấu, chỉ là quy mô của những trận chiến đó nhỏ hay lớn mà thôi. Và xuyên suốt 67 tập phim thì đã có hàng trăm trận chiến xảy ra. Vậy thì đâu là những trận chiến đẫm máu và ác liệt nhất? Chào mừng các bạn đến với Benchy Điện Tử. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau xem thử đâu là những trận chiến đẫm máu, rực cháy và quan trọng nhất Skibidi Toilet nhé! Titan Cameraman lần đầu xuất hiện. Đầu tiên đó là khung cảnh mà Titan đầu tiên trong vũ trụ của The Fool xuất hiện, không ai khác chính là Titan Cameraman. Khi ấy, gã G-Man cùng bè lũ Spider Skibidi Toilet của hắn rất là mạnh mẽ và không thể nào mà các Cameraman thông thường có thể trấn áp và đánh bại được chúng. Mọi thứ dường như đã rơi vào tuyệt vọng khi mà họ đã dùng đến cả tia laser của mình để úp sọt gã G-Man kia. Thế nhưng nó vẫn vô tác dụng và thậm chí là gã ta còn bắt ngược lại những anh chàng Cameraman này. Giữa bầu trời tối đen ấy thì một tia sáng lè lói lại hiện lên. Người anh hùng với thân hình khổng lồ bước đến, lần lượt bóp nát từng con Skibidi Toilet, và đó không ai khác chính là Titan Cameraman. Thế trận hoàn toàn đảo chiều với sức mạnh cực kỳ bá đạo của anh chàng này, và dường như phe liên minh đã có thêm hy vọng về một chiến thắng trong tương lai. Tuy nhiên, vẫn còn vấn đề nhức nhối khi ấy, đó là việc liệu Titan Cameraman có đánh bại G-Man hay không? Và tập 20 đã cho chúng ta câu trả lời. Trên thực tế thì Titan Cameraman hoàn toàn có thể đấm vêu mồm gã G-Man này. Tuy nhiên đó là trong trường hợp gã ta không kêu đồng bọn ra để hỗ trợ, nên cuộc chiến này anh đã bị thương khá nặng nề và phải ngay lập tức sủi ngay về căn cứ để chữa trị những vết thương, đồng thời nâng cấp. Lại một lần nữa, cán cân đã nghiêng về phe địch khi Titan Cameraman đã hư hỏng nặng và không thể tham chiến được. Mọi thứ lúc này khá là tồi tệ và các Cameraman đành phải đánh liều nhờ có sự cố gắng của mình mà họ đã có một cơ hội. Đó là ở tập 22, đã có hai anh chàng Cameraman anh dũng và bí mật leo được lên nắp thòng cống của G-Man Skibidi Toilet và kéo được nó thành công. Tuy nhiên khá là đen đuổi cho họ là nó chỉ khiến cho gã ta xoay vòng vòng thôi, chứ không kết liễu gã giống như những con Skibidi Toilet. Vậy nên hai anh chàng Cameraman đó đã nhận một số phận hẩm hiu. Titan Speakerman và tộc người loa xuất hiện để giúp đỡ cho tộc Camera. Trong lúc tộc người Camera đang tuyệt vọng nhất vì không biết làm thế nào để giải quyết bài toán mang tên G-Man cùng những người bạn của hắn ta, thì tộc người loa đã xuất hiện và họ đưa các Cameraman đi lên từ vũng bùn. Với những thiết bị tối tân và đặc biệt là những chiếc loa với tần sóng âm cực kỳ mạnh mẽ, những con Skibidi Toilet này không thể nào chịu nổi được áp lực mà nó gây ra, vậy nên bọn chúng đã nhanh chóng tan vỡ. Đặc biệt ta phải kể đến người mạnh nhất của tộc này, đó chính là Titan Speakerman. Với bộ phản lực giúp cho anh di chuyển cực kỳ cơ động cùng hai khẩu súng laser với sức công phá cực lớn đã khiến cho liên minh lật kèo trở lại. Phải nói là tộc người loa cùng với tộc Titan Speakerman đã cứu các Cameraman một bàn thua trông thấy. Nếu không thì chắc là họ cũng đã bị tuyệt chủng bởi đám Skibidi Toilet này rồi đúng không? Glitch Toilet xuất hiện, cùng với đó là Cyan đã tung ra con bài Skibidi ký sinh trùng. Vui mừng chưa được bao lâu thì phe Skibidi Toilet cũng đưa ra một phản pháo cho phía liên minh bằng việc tạo ra một con Skibidi Toilet có sức mạnh và tốc độ cực kỳ bá đạo. Nó chính là Glitch Skibidi Toilet. Lần lượt từng Cameraman, từng Speakerman từ lớn tới nhỏ đều đã bị nó bẻ cổ và giết không thương tiếc. Đồng thời ở thời điểm này, gã Scientist Skibidi Toilet cũng đã tung ra lá bài tẩy của mình, đó chính là những con ký sinh trùng Skibidi Toilet. Đám này rất khó chịu vì bọn chúng vừa nhỏ, vừa cơ động mà vừa còn có khả năng bay lượn ra những điểm mù. Vậy nên, mặc dù rất mạnh mẽ ở thời điểm này, thế nhưng tộc Speakerman không thể làm gì hơn và đành phải chịu chung số phận với tộc người Camera, đặc biệt là món vũ khí mạnh mẽ nhất của liên minh giờ đây, đó chính là Titan Speakerman cũng đã bị con ký sinh trùng Skibidi Toilet này ký sinh. Và thế là cơn ác mộng tồi tệ nhất của họ đã đến. Việc bị điều khiển khiến cho anh chàng này không thể làm được gì và chấp nhận giết những người đồng đội của mình. Có thể nói lúc này là lúc mà phe liên minh khủng hoảng nhất, bởi không một ai có thể ngăn chặn được Titan Speakerman. Anh chàng này quá mạnh mẽ và không thể đỡ được những đòn tấn công của anh ta. Cộng thêm những con Skibidi Toilet kia cũng rất đông đảo và hung hãn, khiến cho các Cameraman giờ đây chỉ biết chống chui chống lũi. Titan Cameraman thì vẫn đang được sửa chữa và vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại. Và mặc dù đã chế tạo ra súng laser giết bọn ký sinh trùng Skibidi Toilet, thế nhưng nó vẫn không hiệu quả lắm. Tập 39, tộc người TV chính thức tham gia cuộc chiến và hỗ trợ cho hai tộc người kia. Và tập 41, Titan TV Man xuất hiện. Trong tình cảnh éo le đó thì bây giờ chỉ có mong chờ một tộc người khác nữa xuất hiện và giúp cho bọn họ thôi, chứ ngoài ra thì chả ai có thể làm được gì cả. Cầu gì thì ước thấy, tộc người TV đã xuất hiện tại tập 39, qua đó chính thức tham chiến và hỗ trợ cho cả tộc Speakerman và tộc Cameraman. Với sức mạnh thôi miên từ màn hình TV của họ, phe liên minh đã nhanh chóng lấy lại được uy quyền của mình trên nhiều mặt trận, từ thắng những trận nhỏ cho tới trận to. Và điển hình là ở tập 41, Titan TV Man, người mạnh nhất của tộc TV đã
xuất hiện và phô diễn sức mạnh của mình. Anh chàng này dẫn đầu một đội quân TV của mình và ra sức đánh trả đám Skibidi Toilet vì những gì mà chúng đã làm với những camera lẫn các speakerman trước đó phải chịu đựng. Sức mạnh của Titan TV Man mới thực sự được phô diễn ở tập 44 và 45. Có thể nói đây là một trong những trận chiến khá là đẫm máu và gây cấn. Bởi vì Titan TV Man làm 1, làm 2, làm 8, làm 9, tất cả những con Skibidi Toilet khủng bố hay được trang bị vũ khí xịn sò và mạnh như thế nào đi nữa thì cũng phải chịu thua trước độ chắc chắn và hỏa lực cực kỳ kinh khủng của anh chàng này. Thậm chí là suýt tí nữa thì anh làm thịt luôn cả Titan Speakerman rồi. Nhưng vì anh chàng đứng đầu tộc người loa này có phần nhỏ con và có được bộ phản lực, vậy nên Titan Speakerman đã chạy thoát thành công. Tập 47, Titan TV Man và G-Man. Được đà thì lấn tới, đây là điều tất yếu mà các bạn có thể làm khi có lợi thế trong một cuộc chiến. Chính vì hiện tại đang bất khả chiến bại, vậy nên Titan TV Man quyết định săn lùng, truy cùng diệt tận đám Skibidi Toilet. Với khả năng dịch chuyển của mình, anh đã teleport tới căn cứ của chúng và tại đây anh đã chạm mặt với gã G-Man. Tất nhiên là Titan TV Man sẽ biết được rằng cuộc chơi này sẽ không dễ dàng gì được đưa về thế một với một như hai người đàn ông cả. Mặc dù đã có sự chuẩn bị, nhưng có lẽ là Titan TV Man đã quá tự tin về khả năng của mình rồi. Một mình anh là không thể nào đánh bại được một G-Man khôn khéo như thế này, và có sự giúp đỡ của đám Skibidi Toilet dám đánh bom cảm tử kia, và đặc biệt là sự cơ động đến từ Titan Speakerman bị điều khiển nữa. Vậy nên Titan TV Man đã bị anh chàng này leo lên đầu và cầm hai con dao đâm thẳng vào chiếc màn hình của anh. Đây có thể nói là một chấn thương cực kỳ nặng nề, khiến cho Titan TV Man không thể nào chiến đấu được nữa. Tưởng chừng như đây là dấu chấm hết, thế nhưng không, may mắn nhờ có kỹ năng dịch chuyển của mình nên là Titan TV Man đã thoát chết trong gang tấc. Tập 50, Titan Cameraman chính thức quay trở lại. Sau bao ngày nằm bệnh viện để sửa chữa và nâng cấp thì Titan TV Man cuối cùng cũng đã trở lại. Lúc này đây, phe liên minh đã bị đám Skibidi Toilet tìm tới tận căn cứ khi mà không một ai có thể phòng thủ được, bởi Titan TV Man đã bị thương nặng và cũng phải nằm viện. Vậy nên mọi thứ trở nên cực kỳ hỗn loạn và tưởng rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho phe liên minh. Thế nhưng không, Titan Cameraman lúc này đã lên tiếng và anh đã xuất hiện với một trạng thái không thể nào ngầu lòi hơn. Lúc này là lúc mà cả cộng đồng Skibidi Toilet gần như phát điên lên, bởi anh chàng này quá là bá đạo cùng với những nâng cấp mới của mình. Một chiếc búa thò cùng với một khẩu súng hạng nặng được trang bị trên tay. Ngoài ra, bộ phản lực phần khối lớn giúp cho anh có thể tự do di chuyển và đặc biệt là luồng lửa với xung nhiệt cực kỳ lớn, có thể thiêu cháy thành tro bất cứ con Skibidi Toilet nào trước mặt. Phe liên minh từ việc con mồi bị săn trở thành kẻ đi săn người khác, Titan Cameraman từng bước một mở đường dẫn lối cho đoàn quân của mình tiêu diệt bè lũ Skibidi Toilet kia. Họ đã giải phóng và chiếm đoạt từng căn cứ nhỏ của đám Skibidi Toilet, giải cứu cho các đặc vụ bị mắc kẹt lại trong những chiến trường mà họ không thể kiểm soát được tình hình trước đó. Đặc biệt là ở tập 54, TV Woman đã xuất hiện đúng lúc và giúp đỡ cho các cameraman, qua đó thu thập được một món vũ khí rất mạnh, đó là chiếc Leech Toilet. Về sau thì món vũ khí này được sử dụng bởi Plunger Cameraman và anh đã trở thành một nhân tố cực kỳ mạnh mẽ và quan trọng với chiếc Leech Toilet đó. Tập 57, giải cứu thành công Titan Speakerman. Thừa thắng xông lên, chiếm lại được những căn cứ đã từng là của mình, giải thoát và cứu được những đặc vụ bị kiểm soát bởi đám Parasite Skibidi Toilet. Giờ đây, họ đã quyết định lấy lại hết những gì đã mất, và thứ còn lại cũng là một trong những vũ khí quan trọng nhất của họ, đó chính là Titan Speakerman. Trận đấu khá là cam go khi mà phe liên minh phải tính toán làm sao để vừa bắt giữ được Titan Speakerman mà không làm bị thương anh chàng này. Bởi nếu như mà dùng nhiều sức quá thì khi con ký sinh trùng kia chết thì Titan Speakerman lại phải về để bảo dưỡng và nâng cấp nữa thì lại càng khó thêm. Vậy nên Titan Cameraman phải điều chỉnh sức mạnh của mình sao cho phù hợp nhất có thể. Tất nhiên là anh cũng phải phòng thủ hết cỡ để chống đỡ lại những đòn tấn công tổng lực của Titan Speakerman. Ngoài ra thì anh cũng phải để ý tới đám Skibidi Toilet trực chờ và cắn lén nữa. Nên đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn cho Titan Cameraman và những người đồng đội. Và đúng thật là như vậy, Plunger Cameraman cùng Brown đã bị mất một nửa thân dưới và Titan Cameraman thì đã bị mất bộ giáp ngực của mình cùng với cây búa thần. Mọi thứ đã nhanh chóng được giải quyết khi mà TV Woman xuất hiện cùng với những kỹ năng dịch chuyển tức thời của mình. Titan Speaker chính thức được giải cứu và quay trở lại cuộc chơi. Sau
Sự phẫn nộ của Titan Speakerman, tất nhiên là vì đã giết những người đồng đội của mình một cách không thương tiếc như vậy, thì ít nhiều gì Titan Speakerman cũng cảm thấy rất tội lỗi trong lòng. Những cảm xúc khó tả sẽ hiện lên trong tâm trí của anh, với ít nhiều thì anh cũng sẽ tự trách bản thân mình. Nên để có thể tự giải tỏa thì anh đã rất phẫn nộ mà chiến đấu điên cuồng. Mặc dù làm nhiệm vụ bao gồm anh và Titan Cameraman, thế nhưng vì sự căm thù đám Skibidi Toilet kia và những gì mà chúng đã làm với anh, vậy nên Titan Speakerman đã một mình lao lên mà tiêu diệt hết đám Skibidi Toilet mà không cần sự trợ giúp của Titan Cameraman. Ta có thể thấy lúc này, hỏa lực của anh chàng đứng đầu người loa rất là kinh khủng khi mà chỉ trong chốc lát, anh đã làm gỏi hết cả một đội quân Skibidi Toilet được trang bị đầy đủ, đến mức mà Titan Cameraman khi đến nơi còn bất ngờ vì tất cả đều đã được giải quyết xong rồi, thì các bạn cũng đủ hiểu luôn rồi đấy. Tập 65 giết G-Man giả. Sau khi bộ đội mạnh nhất phim quay trở lại thì họ chẳng sợ bất cứ một thứ gì cả. Đó chính là lý do mà cả hai người này đã tìm đến căn cứ của G-Man và Scientist Skibidi Toilet để solo một trận sống còn. Lúc này thì bọn chúng cũng đã tập hợp lại đầy đủ và kiểu như đã chuẩn bị cho trận chiến này vậy. Tuy nhiên thì gã Scientist kia lại chơi trò sủi cảo và để cho G-Man ở lại đây đánh một mình. Hai đánh một không chột thì cũng què. Titan Speakerman có nhiệm vụ làm phân tâm G-Man và tấn công gã ta từ phía sau, còn Titan Cameraman sẽ đảm nhận công việc chống chịu và gây sát thương chính khi thời cơ đã chín mùi. Công việc khá là dễ khi mà hai anh chàng phối hợp với nhau như cậu với mợ. G-Man nhanh chóng đã bị tiêu diệt ngay tại đây. Thế nhưng plot twist đã xảy ra khi mà thực chất thì đây chỉ là một con G-Man giả và bên trong nó có một con Skibidi Toilet khác điều khiển. Và chưa hết, đây là một cái bẫy mà hai Titan đã mắc phải. Đám Acid Skibidi Toilet và Bomb Skibidi Toilet rơi từ trên trời xuống với tốc độ bàn thờ. Titan Speakerman nhờ có bộ phản lực mà nhanh chóng thoát được, còn Titan Cameraman thì không may mắn như vậy. Anh chỉ có thể kịp bật chiếc khiên năng lượng của mình lên và rồi cầu nguyện rằng hy vọng mọi thứ sẽ ổn thôi. Và thật may mắn là mọi thứ đã không đi quá xa. Titan Cameraman không hy sinh, nhưng có vẻ như anh không ổn lắm. Lần đầu tiên trong nguyên cái series, anh phải giơ tay lên một nút dislike như thế này. Đây quả là một tín hiệu đáng lo cho cả phe liên minh đấy đúng không? Tập 66, tập kích căn cứ Skibidi Toilet. Ở một diễn biến khác, vì đây là kế hoạch được chia ra làm hai hướng, Titan Cameraman và Titan Speakerman đã cùng nhau tấn công hai tên trùm kia. Những người còn lại trong liên minh thì sẽ tấn công căn cứ của bọn chúng. Tuy nhiên thì việc bị mắc bẫy và ăn nguyên quả bom nguyên tử của đám Skibidi Toilet kia là việc không thể lường trước được. Thế nên, kế hoạch của phe liên minh gần như là đã bị phá sản. Nhận thức được thông tin này thì các Cameraman đã quyết định rất táo bạo. Lúc này thì chỉ có tấn công đến chết thì may ra mới có cơ hội chiến thắng. Các đặc vụ ưu tú nhất như Speaker Woman, TV Woman, Camera Woman, Blunter Cameraman, vân vân và mây bay đều có mặt ở đây và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên thì tình hình có vẻ không mấy khả quan lắm bởi vì bọn này quá đông và hung hãn, vậy nên họ đã quyết định rút lui về căn cứ để bảo toàn lực lượng. Tập 67. Có thể nói cho đến thời điểm hiện tại thì tập phim này là tập điên rồ và cháy nhất trong nguyên cái series phim, bởi vì thứ nhất nó là tập có nhiều trận chiến diễn ra. Và thứ hai là người anh hùng Titan TV-Man đã quay trở lại và giải cứu cho hai người đồng đội của mình. Việc bị thương rất nặng từ vụ nổ ở tập 65 kia đã khiến cho sức mạnh của Titan Cameraman suy yếu, còn Titan Speakerman thì không đủ hỏa lực để có thể đánh bại gã Scientist Skibidi Toilet kia, vậy nên họ đã nhanh chóng bị nó đánh bại. Hơn nữa, một con G-Man từ đầu xuất hiện và hỗ trợ cho hắn ta thì quả thực là hai anh chàng này không có cửa luôn. Titan Speakerman nhanh chóng bị đánh ngất, Blunter Cameraman thì bị bắn rơi, còn Titan Cameraman thì bị thôi miên và bị ép phải tự hủy. Tưởng chừng như đây là dấu chấm hết, thế nhưng không, Titan TV-Man đã xuất hiện và giải cứu cho hai anh chàng một mạng. Với con dao găm khổng lồ cùng với những nâng cấp cực kỳ tối tân, Titan TV-Man đã đá đít gã Scientist Skibidi Toilet kia và rồi tiễn lão già này về suối vàng. Tất nhiên là ai cũng biết rằng gã này là một bản sao được tạo ra, tuy nhiên thì nó không quan trọng lắm, bởi điều quan trọng là tính mạng của Titan Cameraman và Titan Speakerman đã được cứu. Ngoài ra thì nó còn mở đường cho cả phe liên minh thâm nhập vào cơ sở của Scientist Skibidi Toilet và bắt đầu một cuộc hành trình mới. Và đó là những trận chiến ác liệt nhất trong Skibidi Toilet cho tới thời điểm hiện tại. Nếu thấy video này hay và thú vị, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.